Sáng nay, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2024. Dự chỉ đạo diễn tập có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các ban, bộ ngành, lãnh đạo 8 tỉnh thành phố phía Bắc. Về phía lãnh đạo thành phố Hà Nội có các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các thành viên ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố. Phát biểu tại lễ khai mạc diễn tập, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài khẳng định nhận thức sâu sắc rằng đây là cuộc diễn tập đặc biệt có quy mô lớn, phạm vi rộng, nhiều lực lượng phương tiện tham gia, được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đặc biệt quan tâm tạo điều kiện cho thủ đô với rất nhiều kỳ vọng. Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế. Thủ đô Hà Nội có vị trí chiến lược rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là địa bàn trọng điểm về quốc phòng an ninh, là trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch, là mục tiêu địa bàn tiến công xâm lược chủ yếu của kẻ thù nếu xảy ra chiến tranh, xung đột. Chủ động xử lý các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Đồng thời, qua diễn tập cũng sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm có giá trị cả về lý luận và thực tiễn trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, nhất là thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, tạo ra tiềm lực và sức mạnh trong khu vực phòng thủ, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc và thủ đô trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc diễn tập, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập nhấn mạnh, diễn tập nói chung và diễn tập khu vực phòng thủ nói riêng là hình thức huấn luyện cao nhất nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành, khả năng tham mưu hiệp đồng tác chiến của các cấp các lực lượng và trình độ sức mạnh khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Trên cơ sở đó, tiếp tục nghiên cứu bổ sung điều chỉnh quyết tâm, kế hoạch tác chiến sát với thực tiễn, đồng thời làm cơ sở nghiên cứu phát triển hệ thống quân sự phù hợp với đối tượng tác chiến, với cách đánh, tổ chức biên chế và yêu cầu nhiệm vụ của quân đội, của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới. Ngay sau lễ khai mạc, các thành phần tham gia diễn tập thực hiện các hội nghị, ban chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng triển khai kế hoạch chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang thủ đô từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển địa phương sang trạng thái thời chiến. Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2024 được tổ chức với quy mô phạm vi lớn nhất từ trước đến nay. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã huy động số lượng lớn lực lượng phương tiện của 16 đầu mối đơn vị cùng tham gia diễn tập, tham gia thực binh bắn chiến đấu hiệp đồng quân binh chủng với nhiều hình thức tác chiến, sử dụng nhiều loại vũ khí trang bị hiện đại do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất. Trong quá trình diễn tập còn sử dụng ứng dụng khoa học công nghệ thông tin truyền hình ảnh. Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2024 diễn ra từ ngày 28 tháng 9 đến mùng 2 tháng 10 với các nội dung diễn tập phòng thủ dân sự, vận hành cơ chế, thực binh bắn chiến đấu.